hai đội bóng đang bước ra sân vào lúc này. Chúng ta đã chờ đợi nó trong suốt những ngày vừa qua với sự háo hức, với tất cả những gì mà người ta có thể kỳ vọng vào một cúp đầu đỉnh cao của những số 9 và số 10 tốt nhất của bóng đá thế giới vào lúc này. Cho đội chủ nhà. Pogba, Herrera. Bóng được dứt điểm. Đá câu đường quả phạt. Chắc chắn đó là ý đồ của cầu thủ ở pha đi bóng ngang vừa rồi. Một góc đá phạt cực kỳ nguy hiểm. Pogba! Tôi! Lingard! Tôi! Tuyến này! Pogba! Mất tích! Không được! Rabiot, Marco Verratti, một chuyển rất hợp lý, những pha đi bóng tốc độ, hợp lý. Dani Alves. Tiếp tục được đưa sang bên phải. Phản công 3-2. Pogba phải trở rất hay. Pogba một trận đấu mở của cả đôi bên. Cả hai đều là những sự luân chuyển hợp lý đến từ sơ đồ 4-3-3. Pogba không được. Neymar. Và mở đất rất khỏe. Đặt cơn ra phút. Herrera, Lukaku, đôi, nhìn đắt, Lukaku, bóng đi không trúng mục tiêu. Một tình huống giải vây.
Lukaku dứt điểm. Khung thành đã rung lên. Đúng bài. Nó đơn giản như vậy thôi. Chúng ta không thể cảm thấy được bất cứ một sự can thiệp nào đến từ hàng phòng ngự. Đã có được bàn thắng một cách đấy bất ngờ, nhưng nó xứng đáng với những gì mà họ đã thể hiện kể từ đầu trận. Một cuộc chơi với rất nhiều sự tính toán trên sa bàn, nó khiến cho bầu không khí của trận đấu này bị bóp nghẹt lại. Đường chuyền. Paul Pogba, Marcus Rashford. Không được. Không được. Marco Verratti. Đường chuyền dài tốt. Không hề dễ một chút nào cả. Lựa chọn an toàn và hoàn toàn hợp lý. Hai đội đều chuyển đổi trạng thái cực nhanh, và ở những thời điểm đó để ngăn chặn những tình huống tấn công thì các cầu thủ thường phải sử dụng những tình huống phạm lỗi. Smalling. Eric Bailly. Matic. Herrera. Lingard. Matic. Marcus Rashford. Cơ hội đã tạm trôi qua. Asana Diarra. Cơ hội phản công. Neymar. Rất khỏe. Thêm một pha truy cản chính xác. Thiago Silva. Dani Alves. Vẫn là một pha bóng chính xác. Romelu Lukaku. Không được. Một pha đi bóng tốc độ. Đường chuyền thông minh. Rất thoáng. Asana Diarra. Edison Cavani. Neymar. Marco Verratti. Rabiot. Lại thêm một pha đánh chặn cực chuẩn xác nữa. Lukaku. Vậy là hiệp đấu đầu tiên đã khép lại. Chúng ta sẽ chờ đợi vài pha xem trận đấu sẽ diễn ra theo chiều hướng như thế nào. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn tạm nghỉ phút. Hiệp 1 đang có kết quả là 1-0. Và bây giờ có lẽ là một hiệp đấu mà các cầu thủ có thể phô diễn được hết những khả năng kỹ thuật cá nhân của mình. Một tình huống phối hợp thuần thục và cực kỳ liên mạch. Không được. Lingard. Lukaku. Lỗi rồi. Những cơ hội cứ lần lượt trôi qua.
Rabiot. Lukaku. Marcus Rashford. Mata. Và đẩy bóng hơi dài. Tự anh làm khó mình. Lukaku. Marcus Rashford. Dứt điểm. Một tình huống thiếu tập trung của Hoàng Phong Ngư và họ đã phải trả giá ngay lập tức. Hai huấn luyện viên, những chiến thuật gia này đã toan tính rất kỹ, rất kín kẽ. Khi đội bóng họ vận hành theo đúng ý đồ này, chẳng có chuyện gì xảy ra, chẳng có rủi ro nào cả. Nhưng bóng đá là trò chơi của con người, của những cầu thủ, và sai lầm là một phần tất yếu trong cuộc chơi này. Áp lực rất lớn từ trên các khán đài đã tạo ra với các cầu thủ đội khách. Đường chuyền rất hợp lý. Đường chuyền quá hay. Hoàng Bờ Đắt. Không được. Rabiot. Sẽ có thêm một quả đá phạt góc nữa. Không thành công. Và bắt bài chính xác và khôn ngoan. Không được. Rất thoáng. Mata. Cơ rất cho gan. Rất khỏe. Rất điểm. Xử lý rất hay. Đó là một tình huống mà các hậu vệ đã truy cản rất quyết tâm. Và cú dứt điểm cuối cùng của cầu thủ này chỉ dừng lại là một tình huống nguy hiểm. Mở biên. Thiago Silva. Marco Verratti. Cơ hội phản công. Cavani. Không chính xác. Một chút gì đó không lưu trong cách xử lý từ phía dưới. Xử lý rất hay. Damia. Lingard. Rất quyết liệt. Edinson Cavani. Kylian Mbappé. Marcus Rashford. Lukaku. Quá tuyệt vời với một đường chuyền như vậy. Nhìn ra. Dứt điểm. Như một lựa chọn để trở thành tác giả của bàn thắng. Anh có mặt đúng chỗ và dứt điểm đúng nhịp. 10 điểm cho pha xử lý vừa rồi. Một pha bóng thể hiện đẳng cấp của cầu thủ này. Không hề có việc bị với góc nhìn vừa rồi. Tai hại. Thực sự là như vậy. Thực sự là đang chịu trận. Họ gần như không thể cầm bóng ở khoảng 10 phút vừa qua của trận đấu. Mỗi khi có bóng họ phải đá vào bóng lên rất nhanh. Để rồi nó mất đi. Senadiera. Marquinhos. Thiago Silva. Đường chuyền rất hợp lý. Kuzawa. Neymar. Trả ngược. Đường chuyền hay. Neymar. Rất khó trong tài đối thủ. Vừa rồi
Pha cắt bóng tốt. Neymar tình huống cố tình dúi người đối phương. Edison Cavani cắt bóng rất hay. Mata, Lukaku, Lingard. Cú pha đi bóng tốc độ thực sự là rất bối rối. Anh không biết truyền như thế nào và cũng không biết là phải làm gì tiếp theo cả. Lỗi đẩy người từ phía sau. Alexis chết. Romelu Lukaku. Đã để mất bóng. Rất bình tĩnh. Và cắt bóng tốt. Mata. Lukaku. Lingard. Lingard. Quá dễ dàng. Edison Cavani không hiểu ý rồi. Kuzawa. Romelu Lukaku. Lingard. Sẽ có 3 phút đá bù giờ. Cơ hội phản công. Neymar. Damian. Lingard. Lukaku. Sau đó thì trọng tài đã thổi phạt lỗi việt vị. Kuzawa. Rất khỏe. Và xử lý bóng tốt. Rabio. Dứt điểm. Trọng tài đã cho tạm dừng trận đấu. Và nhìn ánh mắt này và nhìn những phản ứng này, rất có thể là sẽ có penalty. Rất có thể là như vậy. Đúng là như vậy. Sẽ có một quả penalty. Như vậy là trọng tài đã thổi còi kết.